bạn ơi, chúng tôi đã tiếp cận tới quán điểm chúng tôi tới là rất là đông khách các bạn ạ. Lâu chưa cô? Lâu rồi, 30 năm rồi. 30 năm rồi, dạ. 30 năm rồi. Địa mình mở bây giờ vẫn ở vị trí đây cô hả? Từ mấy giờ sáng, cô? Cô bán là từ 6 giờ cho đến 2 giờ chiều. Đến 2 giờ. Tại quán cô này nó cách tới 2 giờ đó. Dạ. Cô bán rồi. Đây là món rau này anh mới ngồi. Cô đi bán nhưng mà nói chủ chỗ nào giờ cô mua cũng 30 năm luôn. Ở cô là đây là đáng nổi tiếng ở Bình Định mình. Không có bán lỗi nào mà quan này cái bán lỗi này là đã làm mình chủ tâm mà đã làm giàu hơn nữa, đã làm đã đáng có tiếng thôi nè. Một ngày về lượng khách đông cô? Giờ giờ cũng được dạy cho nó tùy theo ạ. Giờ giờ số có sức mà bé thế thôi. Ngon không? Ngon. À đây. Ok đấy. À. Các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi và đừng quên bấm thích, chia sẻ, đăng ký kênh Clip 365 trên YouTube để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.